Chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự quốc tế tối ngày 12 tháng 4 của FBC với những tin tức nổi bật sau. Máy bay quân sự Trung Quốc 9 ngày liên tiếp đe dọa Đài Loan. Iran cáo buộc Israel tấn công nhà máy hạt nhân Natan, thề báo thủ. Canada cảnh báo Trung Quốc đe dọa an ninh quốc gia ở Bắc Cực, ra sức kìm hãm tham vọng của Bắc Kinh. Trường ngồi cơn giận, ông Trump chỉ trích hàng loạt cấp dưới cũ. EU cáo buộc Nga, Trung, cản trở quốc tế, can thiệp vào khủng hoảng Myanmar. Bắc Kinh và Moscow được lợi gì sau việc này? Ấn Độ vượt Brazil trở thành vùng dịch lớn thứ hai thế giới. Những diễn biến căng thẳng trên toàn cầu ngày 12 tháng 4 sẽ cập nhật ngay sau đây. Một chiến đấu cơ Trung Quốc hôm Chủ nhật lại áp sát Đài Loan, đánh dấu chuỗi 9 ngày liên tiếp xâm phạm vùng nhận dạng phòng không ADIZ của hòn đảo trong tháng này. Cụ thể, ngày 14 tháng 4, máy bay tác chiến điện tử Thiểm Tây Y-8 tiến vào góc Tây Nam vùng ADIZ. Đáp lại, Đài Loan điều tiêm kích và phát radio cảnh báo, triển khai hệ thống tên lửa phòng không theo dõi chiến đấu cơ Trung Quốc. Từ giữa tháng 9 năm ngoái, Bắc Kinh ngày càng tăng cường chiến tranh vùng xám khi ồ ạt điều máy bay, tàu chiến áp sát Đài Loan. Hầu hết chiến cơ quân thảo phía tây nam vùng ADIZ và chỉ bao gồm 1 đến 3 máy bay tốc độ thấp. Tuy nhiên trong mấy tuần gần đây, Trung Quốc bắt đầu có những cuộc xâm phạm rầm rộ hơn, bao gồm cả sự hiện diện của các tiêm kích J-10 và J-16. Người đứng đầu cơ quan ngoại giao Đài Loan ông Ngô Chiêu Tiếp tuyên bố Đài Loan sẽ chiến đấu đến ngày cuối cùng nếu Trung Quốc tấn công. Mới đây, Chủ nhật ngày 11 tháng 4, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng cảnh báo Bắc Kinh sẽ phạm vào sai lầm nghiêm trọng nếu muốn thay đổi thực trạng ở eo biển Đài Loan nói riêng và khu vực Tây Thái Bình Dương nói chung. Iran cáo buộc kẻ thù không đội trời chung Israel phải chịu trách nhiệm cho sự cố ở nhà máy hạt nhân Natan vào hôm Chủ nhật và thề sẽ trả thù. Theo đài truyền hình nhà nước Iran, dẫn lời Ngoại trưởng nước Mohammad Zarif tuyên bố vào ngày 12 tháng 4. Giới chức Iran mô tả sự cố là một hành động tấn công hạt nhân, đồng thời tuyên bố Tehran có quyền xử lý thủ phạm. Ngoại trưởng Zarif cho biết, phía Israel muốn trả đũa khi nhìn thấy chúng tôi thực hiện các quy trình để được gỡ bỏ trừng phạt. Họ công khai nói rằng sẽ không chấp nhận việc đó, nhưng chúng tôi cũng có quyền đáp trả Israel. Truyền thông Israel đồng loạt dẫn nguồn tin giấu tên cho biết, tổ chức tình báo Mossad của Israel đã thực hiện thành công nhiệm vụ phá hoại ở nhà máy Natan, nơi mà Iran dường như tiến hành làm giàu uranium suốt nhiều ngày nay. Giới chức Israel không chính thức thừa nhận hay bác bỏ các thông tin nói trên, chảo lửa Trung Đông một lần nữa đã nóng lên. Giới chức quốc phòng Canada cảnh báo các mối đe dọa an ninh trong tương lai ở Bắc Cực do biến đổi khí hậu và các hoạt động quân sự của Trung Quốc. Cảnh báo được đưa ra sau khi Hải quân Hoàng gia Canada gần đây thực hiện một cuộc diễn tập phá băng và thử nghiệm đội hải cảnh đầu tiên tuần tra ngoài khơi vùng biển ở Bắc Cực đất nước. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Jody Thomas cảnh báo Trung Quốc ngày càng tăng cường can thiệp ở Bắc Cực và đe dọa tới lợi ích của Canada chúng ta không thể xem nhẹ các nguy cơ khi Trung Quốc khai thác tài nguyên ở Bắc Cực. Trung Quốc luôn thèm khát và sẽ không bao giờ dừng lại các động khai thác và Bắc Cực là một trong những miền chiến lược cuối cùng họ nhắm tới. Chúng ta phải hiểu và tận dụng lợi ích của mình nhanh hơn đi trước Trung Quốc, trích lời ông Thomas cho biết. Canada gần đây có nhiều động thái ngăn chặn sự hiện diện của Trung Quốc ở vùng băng giá chiến lược. Vào tháng 12 năm ngoái, Canada với lý do lo ngại về an ninh quốc gia đã khước từ yêu cầu cấp phép cho công ty nhà nước Trung Quốc khai thác vàng ở Bắc Cực. Mỏ vàng này nằm ở Hope Bay thuộc lãnh thổ Canada, cách không xa hành lang Tây Bắc. Hành lang này trong tương lai sẽ là tuyến hàng hải cực kỳ quan trọng sau khi băng tan do trái đất nóng dần lên. Cựu Tổng thống Donald Trump vừa có bài phát biểu dài 50 phút trước hàng trăm người ủng hộ tại Hội nghị Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng Hòa diễn ra vào hôm thứ Bảy ở Nam Florida. Ông Trump dành một phần lớn bài nói chuyện để chỉ trích lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Mick McConnell do không được ông McConnell giúp đỡ trong phiên luận tội hồi tháng 2. Theo bà nguồn tin thân cận nói với Politico, ông Trump đã văng tục mắng thượng nghị sĩ McConnell là ngu ngốc. Ông Trump cũng công kích vợ của ông McConnell, cựu bộ trưởng giao thông vận tải Elan Triệu, vì bà từ chức sau ngày 6 tháng 1 nhằm phản đối cuộc xâm nhập đồi capital của đám đông ủng hộ ông Trump. Ông McConnell là nhân vật quyền lực nhất Đảng Cộng Hòa trong chính quyền hiện tại của Tổng thống Joe Biden. Mặt khác, ông Trump vẫn duy trì sức ảnh hưởng mạnh mẽ và tuyên bố giúp đỡ Đảng Cộng Hòa giành lại Nhà Trắng năm 2024. Tuy nhiên, hai nhân vật quyền lực bậc nhất Đảng Cộng hòa ngày càng nảy sinh mâu thuẫn, không chỉ tuyên bố ông Trump phải chịu trách nhiệm trong vụ việc đổi Capitol, ông McConnell còn công khai ủng hộ thượng nghị sĩ Lisa Murkowski tái tranh cử tại bang Alaska. Trước đó, ông Trump phản đối gay gắt bà Murkowski cũng vì lý do là nữ nghị sĩ bỏ phiếu chống lại ông trong phiên luận tội. Mặt khác, trong bài nói chuyện hôm thứ Bảy, ông Trump chỉ trích phó tướng Mike Pence vì chứng thực kết quả phiếu bầu hôm 6 tháng 1, không đấu tranh cho cái mà ông Trump gọi là gian lận bầu cử có hệ thống. Cựu Tổng thống cho rằng ông Pen phải chịu trách nhiệm cho mối quan hệ dạn nứt giữa hai người, trong khi hàng loạt ứng viên tiềm năng Đảng Cộng Hòa có ý định tranh cử năm 2024 đã đổ dồn về hội nghị ở Nam Florida cuối tuần qua, ông Pen đã vắng mặt. Ngoài ra, một nhân vật khác cũng bị ông Trump chỉ trích và chế giễu là nhà dịch tễ hàng đầu nước Mỹ, tiến sĩ Anthony Fauci. Cựu Tổng thống nói rằng ông nhận được nhiều lời khuyên tệ hại từ bác sĩ Fauci. Hoàng gia Anh cho biết, nữ hoàng Elizabeth đệ nhị cảm nhận khoảng trống lớn khi hoàng thân Philip ra đi. Cụ thể, Tại buổi lễ tưởng niệm ngày 10 tháng 4 ở lâu đài Windsor, phía tây London, hoàng tử Andrew, con trai thứ hai của nữ hoàng đã chia sẻ rằng sự ra đi của hoàng thân Philip đã để lại một khoảng trống lớn trong lòng nữ hoàng. Hoàng tử Andrew mô tả cha mình, hoàng thân Philip, công tước xứ Edinburgh là người cha kính yêu của cả đất nước. Ông cho hay cả gia đình đã quây quần bên nữ hoàng Elizabeth để ủng hộ tinh thần cho bà, giúp bà có thể vượt qua sự mất mát to lớn này. Hoàng tử Edward, cho biết sự ra đi của cha mình là một cú sốc khủng khiếp đối với ông và cả gia đình hoàng gia. Trong khi đó, Thái tử Charles, con trai cả của Hoàng thân Philip và nữ hoàng Elizabeth, đồng thời là người thừa kế ngai vàng của Hoàng gia Anh, bày tỏ lòng thanh kính với cha, nói rằng gia đình sẽ nhớ ông rất nhiều. Trung Quốc và Nga đang cản trở nỗ lực quốc tế để can thiệp vào cuộc khủng hoảng ở Myanmar, theo nhà ngoại giao hàng đầu Liên minh châu Âu tuyên bố vào hôm qua. Cụ thể, Ông Joseph Borrell, đại diện cấp cao phụ trách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu, khẳng định không ngạc nhiên khi Trung Quốc và Nga chặn đứng các nỗ lực như cấm vận vũ khí đối với quân đội Myanmar trong cuộc họp của Ủy ban An ninh Liên Hợp Quốc. Ông Borrell, người đại diện cho 27 quốc gia thành viên EU cho biết, cạnh tranh địa chính trị ở Myanmar sẽ khiến rất khó tìm được tiếng nói chung. Tuy nhiên, chúng tôi có nhiệm vụ phải cố gắng. Thế giới theo dõi tình hình trong sự kinh hoàng khi quân đội sử dụng bạo lực đối phó chính người dân của mình, ông Borrell nói thêm. Theo thống kê của Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị AAPP, hơn 700 người biểu tình, trong đó có 46 trẻ em đã thiệt mạng vì bạo lực biểu tình kể từ khi cuộc chính biến nổ ra hôm 1 tháng 2. Số liệu trên đã bao gồm 82 người đã thiệt mạng tại thị trấn Bago, gần thành phố Yangon vào ngày 9 tháng 4, điều mà AAPP gọi là bãi chiến trường thảm khốc. Theo điều tờ, Trung Quốc và Nga được cho là đều có quan hệ với các lực lượng vũ trang của Myanmar, lần lượt là nhà cung cấp vũ khí lớn nhất và lớn thứ hai cho quốc gia Đông Nam Á này. EU đang chuẩn bị các biện pháp trừng phạt mới đối với các cá nhân và thực thể thuộc sở hữu của quân đội Myanmar. Hồi tháng 3, EU đã đưa ra một loạt các biện pháp trừng phạt đầu tiên đối với 11 cá nhân có liên quan đến cuộc chính biến, bao gồm cả Tổng tư lệnh quân đội Myanmar. Ấn Độ hôm thứ Hai ghi nhận số ca nhiễm mới cao kỷ lục, có thêm gần 170.000 trường hợp mắc COVID-19 chỉ trong 24 giờ. Điều này khiến Ấn Độ vượt Brazil, trở thành vùng dịch lớn thứ nhì thế giới sau Mỹ. Hiện quốc gia Nam Á có 13,5 triệu ca mắc COVID-19 và hơn 170.000 người tử vong. Đợt bùng phát dịch thứ hai có tốc độ lây lan nhanh hơn so với đợt dịch đầu tiên hồi giữa năm ngoái, buộc nhiều bang áp dụng các biện pháp phong tỏa ngặt nghèo. Tuy nhiên, Thủ tướng Narendra Modi chưa ra lệnh phong tỏa toàn quốc vì lo ngại thiệt hại kinh tế quá lớn. Chính phủ Ấn Độ cũng cho rằng dịch bùng phát trở lại do tình trạng tập trung đông người và không đeo khẩu trang kể từ khi các doanh nghiệp được hoạt động trở lại từ tháng 2 nhiều bang đã lên tiếng về tình trạng thiếu vaccine, dù chương trình tiêm chủng hiện nay chỉ áp dụng cho khoảng 400 triệu trong tổng số 1,35 tỷ người dân Ấn Độ. Mặt khác, ngày 14 tháng 4, Ấn Độ cũng ban hành lệnh cấm xuất khẩu thuốc kháng virus Remdesivir và các thành phẩm dược phẩm hoạt tính của loại thuốc này trong bối cảnh thiếu hụt nguồn cung trong nước. Mặc dù Tổ chức Y tế Thế giới WHO khuyến cáo không nên sử dụng thuốc Remdesivir trong quá trình điều trị cho người mắc COVID-19 nhập viện, bất kể mức độ nghiêm trọng của bệnh, bởi không có bằng chứng cho thấy thuốc này làm tăng cơ hội sống của người bệnh song nhiều quốc gia trong đó có Ấn Độ vẫn phê duyệt sử dụng thuốc này trong điều trị COVID-19. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự quốc tế tối nay. Xin chào và hẹn gặp lại lúc 19h30 trên kênh FBNC.